Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy Tân Uyên đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế thành phố về tình hình hoạt động y tế trong kỳ nghỉ lễ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên bố trí trực chuyên môn 24/24, sẵn sàng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện xe cấp cứu, thuốc men, dụng cụ y tế và nhân sự, sẵn sàng cấp cứu tại khoa cấp cứu và công tác ngoại viện, đảm bảo chế độ bàn giao không có sai sót chuyên môn, giữ gìn cảnh quan đảm bảo xanh sạch đẹp. Trước đó, trung tâm đã phối hợp liên ngành kiểm tra các cơ sở về an toàn vệ sinh thực phẩm, các trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa khu vực duy trì trực lễ nghiêm túc hiệu quả. Thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh nguy hiểm khác, không để dịch tái bùng phát, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phương châm 4 tại chỗ, tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là đối với các nhóm người có nguy cơ cao, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc men, huy động nhân lực sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.